làm món ăn đấy. Mình là người trẻ thôi, cũng có những suy nghĩ bốc đồng. Anh có nhắc tới hai từ bồng bột, hay anh có nghĩa là hai lần bỏ ngang của anh là bồng bột không? Bồng bột là đúng chứ. Bồng bột là cái giá trị của tuổi trẻ. Có bao giờ gặp phải những cái cú ngã nào không? Có nhiều chứ. Cái giá đấy nó có xứng đáng? Mình nghĩ xứng đáng. Không trả giá mà vẫn đạt được thành quả thì có không? Không có. Đấy là chúng ta đi trên một con đường ổn định hay là chúng ta đột phá nó? Nó có một câu là great by choice, có nghĩa là vĩ đại do sự lựa chọn. Xin chào quý vị khán giả của Phi Thương Bất Phú. Thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta thì có rất nhiều những sự lựa chọn. Và bất kỳ một cái sự lựa chọn nào thì chúng ta cũng cần phải trả giá. Có những cái giá chúng ta trả được, có những cái giá chúng ta không trả được, có những cái giá chúng ta chấp nhận phải trả để có được một hành trình, một kết quả tốt. Và cụ thể câu chuyện đấy như thế nào và việc mà chúng ta trả giá trong kinh doanh nó sẽ được cụ thể hóa như thế nào thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời ngày hôm nay. Xin được giới thiệu anh Trần Quốc Khánh, giám đốc của SaladWheel. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Trần Quốc Khánh, giám đốc SaladWheel Việt Nam. Tôi là một ông bố có vợ và hai con, và tôi cũng có những hành trình trải nghiệm thú vị cùng nông nghiệp, cùng những sản phẩm nông sản sơ chế chế biến. Hiện tại SaladWheel đang cung ứng ra thị trường những sản phẩm về salad đóng khay ăn liền, những sản phẩm rau sơ chế sẵn và những sản phẩm rau xà lách được trộn sẵn, có thể sẵn sàng cho mọi người sự làm các cái bữa ăn salad tiện lợi tại nhà. Rất là hân hạnh cho tôi ngày hôm nay được có mặt tại đây và chia sẻ cái hành trình của tôi cùng SaladWheel và những trải nghiệm của tôi trong quá trình làm khởi nghiệp. Khi mà nói chuyện với anh Khánh thì em ấn tượng với hai lần bỏ ngang. Một lần là đang học Đại học Khoa học Tự nhiên được 2 năm thì đi du học ngành tài chính. Và khi mà quay trở về nước thì đang là học về ngành tài chính rồi thì lại dừng lại để quay sang kinh doanh các cái mặt hàng về nông nghiệp, về rau củ quả. Tại sao lại có hai lần bỏ ngang đấy? Mình là người trẻ thôi, cũng có những cái suy nghĩ bốc đồng. Ngoài ra thì trong cái quá trình làm, quá trình học thì mình cũng cảm nhận có một chút gì đó nó nổi loạn ở trong cái mảng tính cách, và cũng muốn có những sự thử thách mới. Công việc về môi trường thì nó khá là, phải nói là nó khá là lập đi lập lại này, xong nó khá là buồn tẻ nếu mà góc độ mình nhìn. Thì nó cũng không quá nhiều những cái gọi là cái contribute mà mình có thể mình những cái giá trị mà mình có thể mang lại cho nó. Thế thì mình đang thấy là nó có gì đấy nó thôi thúc, và cũng lấy cái hình tượng từ cha bố mình học là kinh tế quốc dân. Thế thì cũng muốn theo cái vết chân của cha thôi. Trong cái quá trình là lựa chọn thì bắt đầu là quay ra làm ở trong cái lĩnh vực về tài chính như vậy. Đấy là lần bỏ ngang đầu tiên. Và nó cũng là một cái, mình nghĩ sau này thì nó dần dần nó hướng về một cái quỹ đạo mà mình cho là nó phù hợp với cuộc đời của mình. Cái lần bỏ ngang thứ hai nữa là thực ra nó về nông nghiệp thì nó là cái mình gọi nó là một ngành khoa học tự nhiên. Nó bao gồm rất rất nhiều những cái ngành khác nó tham gia vào. Và tài chính, cái background của mình có thể giúp cho nông nghiệp. Mình xuất phát điểm từ một người làm tài chính, và mình nhìn cái câu chuyện về nông nghiệp, và mình giải quyết ở góc độ của mình, góc độ chuyên môn của mình. Nó là bỏ ngang nhưng mà nó không phải là rẽ, và nó không sử dụng được những gì, những giá trị của mình trong quá khứ. Nó bổ trợ cho nhau. Và nó bổ trợ cho nhau, nó giúp cho mình đạt được những cái mục tiêu mà mình mong muốn ở trong giai đoạn hiện tại. Anh có nhắc tới hai từ bồng bột, hay anh có nghĩa là hai lần bỏ ngang của anh là bồng bột không? Hay đến thời điểm này thì nó đã chứng minh được rằng là đôi khi sự quyết đoán, sự đột phá nó lại là đúng đắn và đúng thời điểm. Bồng bột là đúng chứ. Bồng bột là cái giá trị của tuổi trẻ. Và cái sai và chấp nhận cái sai đó ấy, là cái mà mình nghĩ là mình thực sự là trân quý cái đó. Thực ra sai rất nhiều nhá. Những cái việc đó nó dẫn ra cho mình rất nhiều những hậu quả. Tuy nhiên là về cuối cùng ấy thì mình cảm thấy là mình sống được đúng với cái sứ mệnh của mình, đúng với giá trị của mình. Không gì mà nó tự nhiên mà nó có được những cái kết quả được.
thì những cái định hướng vô tình, những cái quyết định ấy, nó dẫn mình đến một cái đích nào đó. Và để mà đạt được những cái mục tiêu, những kết quả đúng ấy, thì có thể là chúng ta cần phải nắn dần dần và sửa dần dần, chứ không thể là có những cái 100% đúng được. Đấy. Thế trong cái khoảnh khắc mà có những cái lúc là sau những cái quyết định dễ ngang của anh ấy, thì có bao giờ anh cảm thấy là anh phải nhận hậu quả và anh hối hận về cái quyết định đấy chưa? Câu chuyện cụ thể đi. Thế là mình không nghĩ đến hối hận đâu. Mình nghĩ đến cái giải pháp để xử lý cái tình huống và vượt qua. Khi mà mình lăn tăn thì lại quay trở lại cái vấn đề ban đầu, tại sao mình lại quyết định như vậy nhỉ? Tức là mình quyết định như thế là phải có lý do đúng không? Đúng rồi. Thế thì bình thường trong quá trình làm việc hay là quá trình mình thực hiện những cái hoài bão, những ước mơ của mình thì đâu đó là mình bỏ quên những cái lý do, những cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta bắt đầu vào cái hành trình đấy. Thế thì quay trở lại nó chỉ làm giúp mình làm rõ hơn cái mục tiêu của mình, cái giá trị của mình, cái sứ mệnh của mình thôi. Đó thì mình thấy là thực ra nó không phải là cái gì đấy nó cần phải hối hận cả. Hối hận mình không thích sử dụng cái từ đấy, và nó làm cho mình có một cái nó tiêu cực. Đúng rồi, cái sự tiêu cực. Và tiêu cực thì nó không nên xuất hiện ở trong cuộc sống của mình. Nó càng ít xuất hiện càng tốt. Đúng là đôi khi trong cuộc sống chúng ta không nhớ rằng là cái thời điểm đấy vì sao mình lại lựa chọn như vậy. Thế nhưng mà bản thân em thì vẫn nghĩ rằng là em tin vào mình trong quá khứ, tức là phải có một cái lý do gì đấy thì mình mới đưa ra cái sự lựa chọn. Thế còn với anh, Đại học Khoa học Tự nhiên là một ngôi trường danh giá của Việt Nam, và em nghĩ rằng là các thế hệ sinh viên thì đã nhận được rất nhiều từ ngôi trường này. Nhưng mà vì sao mà học được 2 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn, lại gần như bắt đầu lại? Có cái lý do đặc biệt nào không, một cái lý do cá nhân nào không? Thực ra cái quyết định khi mà đăng ký vào Tự nhiên ấy, nó thực sự nó không, có thể nó không phải thực sự đến từ mình. Từ cái sự định hướng của gia đình. Và sau đó trong cái quá trình làm thì hay là học ấy, thì mình cũng thấy được là có thể là nó không có thực sự là nó phù hợp á. Thì cái quyết định đấy thì nó cũng khá là chăn trở, nó cũng mất phải đấu đến tranh. Tận 2 năm thì mới nhận ra là mình không phù hợp. Cũng phải có cái sự đấu tranh, cũng sự thế nào là thuyết phục cha mẹ. Và sau đó là kết quả là mình cũng chuyển sang một ngã rẽ khác trong cuộc sống. Một cơ duyên rất là ngẫu nhiên vào tháng 10, khi mà hai người bạn đi chung với nhau, cậu ấy trao đổi: anh ơi, em có một cái khoản tài chính, em muốn đầu tư. Thế mình chia sẻ với bạn ấy là em muốn làm cái gì, em làm cái gì mà thực sự em có chuyên môn, em có khả năng em phát triển được, hoặc là những cái gì em thích. Và thế thì câu chuyện lại quay trở lại là anh thích cái gì. Thế mình có chia sẻ về một cái ý tưởng làm farm to table, và bạn ấy trao đổi là ok, anh cho em làm với. Cũng là một cái câu chuyện nó trao đổi rất là ngẫu nhiên thôi, vô thưởng vô phạt. Và sau đó là cứ liên tục nhắc nhau thì thôi quyết định là khoảng tháng 12 thì hai anh em đi vào Đà Lạt, đi trải nghiệm khoảng một tuần, đi lang thang ở khắp đường phố Đà Lạt, đi vào các farm. Sau đó là cũng thấy được một cái bức tranh nó toàn cảnh hơn, và quyết định là khởi động. Thì khi mà khởi động thì cũng bỏ ra những cái tài chính cá nhân cùng làm, và sau đó là có những cái thấy cái sự thú vị của nó, cái sự rung dị, thì làm thôi. Nhưng mà tại sao lại là rau củ quả, tại sao lại là Đà Lạt mà không phải là những mặt hàng khác? Ấn tượng của mình về nông nghiệp Việt Nam là mảnh đất mà phù hợp nhất và chuyên môn nhất, có những cái nền tảng về nông nghiệp phát triển nhất là Đà Lạt. Thì mình xem những cái phát triển nhất ở trong cái tiềm thức của mình, ở trong nhận thức của mình ở Đà Lạt sẽ như thế nào, và mình tìm hiểu xem. Và đấy là cái nó cũng chỉ có một sự liên quan, nó rất là ngẫu nhiên tình cờ thôi, qua báo đài, qua thông tin mình tiếp cận được. Thế còn về rau củ quả, tình yêu nào để tiến tới với rau củ quả, với nông nghiệp? Dạ, nó cũng là một cái nỗi đau đó.
Năm 2014, 2015 mình cũng có một cái trải nghiệm, nó cũng có một cái khủng hoảng cuộc sống. Sức khỏe thì gặp vấn đề và mình cũng có những cái hỗ trợ từ những bác sĩ về dinh dưỡng, vật lý trị liệu. Và sau đó thì mình cũng thay đổi cái chế độ dinh dưỡng á, bắt đầu trải nghiệm một cái chế độ khác, nó nhiều rau hơn. Và trong cái quá trình đó thì cũng tiếp cận nghe được báo đài ở Việt Nam nói về câu chuyện thực phẩm sạch, thực phẩm bẩn, rau sạch, rau bẩn. Thế thì cũng từ những cái ý tưởng mà mình đúc kết được, mình quan sát được ở trong những cái mô hình kinh doanh ở nước ngoài ấy, thế thì mình nghĩ đến một cái là farm to table, một cái ý tưởng kinh doanh về farm to table. Thì khi mà như vậy thì nó liên quan rau củ quả thôi, nó liên quan đến thực phẩm thôi. Thế thì làm sao để đưa những thực phẩm, những cái rau củ quả đó lên bàn ăn, đó là cái mà mình nghĩ. Và rau củ quả nó là cái bức tranh chung, và đi Đà Lạt để xem cái cách mà rau củ quả nó được trồng như thế nào. Anh có chia sẻ rằng là việc dấn thân với Salad Win thì nó có liên quan tới người cha. Người cha cũng của anh cũng liên quan tới những cái ngành nông nghiệp đúng không ạ? Môi trường. Lý do vì sao chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống hàng ngàn năm văn hóa thì người dân Việt Nam cũng phát triển bởi nông nghiệp, và những cái thực phẩm như là rau nó cũng xuất hiện rất nhiều trên bàn ăn, tuy nhiên nó ở một hình thức khác. Ví dụ như là em yêu đến cháy lòng cái bát cà dầm tương hoặc là một đĩa rau muống chấm với lại nước mắm vào mùa hè. Thế thì tại sao cái việc mà anh hướng tới kinh doanh về nông nghiệp farm to table lại không phải là những cái truyền thống như vậy mà lại là salad? Có lẽ là salad là một trong những cái món ăn mà nó hội nhập vào Việt Nam. Xuất phát ở góc độ về phân tích thị trường thôi. Thực ra là những cái sản phẩm cà muối này, những sản phẩm về rau muống này ở trên thị trường đang được định giá nó khá là thấp. Cái giá trị mà sản phẩm này mang lại cho người tiêu dùng là có, nhưng mà nó đang định giá tức là cái tiềm thức của mình hoặc là cái suy nghĩ của mình, có thể mình assume thôi, mình cho rằng nó như vậy. Rau là một cái vật phẩm nó có giá trị khá là thấp. Thế những người kinh doanh rau ấy, họ đang kinh doanh những sản phẩm mà nó cũng khá là phổ thông và cái nguồn thu mang lại cho họ khá là thấp. Thế để mà làm những cái việc đấy thì họ bắt buộc họ phải tăng quy mô, tăng số lượng lên, lấy số lượng bù chất lượng. Thế thì mình đang thấy một cái câu chuyện là một sản phẩm phổ thông này, không có nhiều lợi thế cạnh tranh này, và cái sự trải nghiệm, thói quen thị trường về sản phẩm ấy, nó đang rất là gọi là nó có cái sức ý khá lớn ấy, khó đón nhận những cái sản phẩm mới. Thì nếu mà tiếp tục làm sản phẩm như vậy thì nó là một cái bài toán mình nghĩ là mình đối mặt với cạnh tranh rất là lớn, thị trường đỏ rồi. Đâu đó dựa trên những cái thị trường có sẵn, mình tìm những cái thị trường xanh cho mình. Vậy thì trên cái quá trình, cái con đường xanh mà anh đi đấy thì đã gặp phải những cái khó khăn gì? Định vị đấy. Phải có một cái bài toán về định vị sản phẩm này, định vị thị trường này, định vị thương hiệu bản thân này, và định vị cái thông điệp hướng tới thị trường. Cũng xuất phát từ chuyên môn về phân tích kỹ thuật, mình có được tiếp cận những cái thông tin về thị trường, về những nhu cầu, và dựa trên cái sự suy đoán của cá nhân, mình thấy là có đâu đó những cái thị trường dành cho những thực phẩm healthy, và có những cái sự liên quan đến là những cái loại rau mới, rau xà lách này. Và ở trong những cái phản hồi hay những cái điều tra, mình đang thấy là rau xà lách là một loại rau mà mọi người đang, thị trường đang ghi nhận nó là một cái loại rau mà có giá trị kinh tế cao. Khi mà lựa chọn cái loại sản phẩm này thì mình, nếu mà mình chỉ phân phối những thực phẩm thô ấy thì mình không có lợi thế cạnh tranh. Thế thì làm thế nào để mà tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình ở một vai trò không phải là người nông dân? Thì mình nghĩ đến cái sản phẩm salad, và đưa những cái sản phẩm mà có những cái giá trị gia tăng phân phối cho thị trường. Nhưng mà thực ra thì rau rồi là salad
rồi là những cái sản phẩm mà chế biến từ rau củ quả, cái việc mà chúng ta bảo vệ nó làm thế nào để nó tươi ngon, nó đảm bảo an toàn và gia tăng cái giá trị sức khỏe cho con người thì không phải là dễ. Anh giải cái bài toán này như thế nào? Báo cáo về chuỗi giá trị nông nghiệp, báo cáo về những cái người tham gia ngành và cái doanh thu, cái tỷ trọng doanh thu đến từ các mắt xích ở trong chuỗi, thì đâu đó khoảng 75% doanh thu của các cái sản phẩm nông sản này nó đọng lại ở trong cái dịch vụ thương mại. Thế mình đang thấy là đối với những người nông dân, họ đang là người trực tiếp làm ra phần sản phẩm, họ cũng chỉ có cơ hội được tiếp cận khoảng 25% tổng giá trị của chuỗi cung ứng thôi, của chuỗi phân phối giá trị. Thế thì mình nghĩ là đây có nó là một cái bài toán thực trạng thôi, là cái ngành nông nghiệp này đang có nhiều người tham gia vào làm cung ứng, làm thương mại nhiều hơn là người làm sản xuất. Và mình nhìn thấy thực tế là trên thị trường ấy, những cái hình thái về sản phẩm đang cung ứng, đang phân phối cho thị trường nó cũng giống như đâu đó ở chợ thôi, giống như cách là cha mẹ ông bà chúng ta đang đưa sản phẩm ra thị trường 100 năm về trước thôi. Nó không có quá nhiều những cái sự thay đổi. Thế thì với cái bài toán là gia tăng cái giá trị cho sản phẩm ấy, thì mình cần thiết phải đi giải quyết cái bài toán gọi là cốt lõi của ngành. Để mà sản phẩm rau củ quả đi đến người tiêu dùng ấy, thì nó cần phải có cái chi phí cho vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển, rau củ quả nó sẽ bị hao hụt. Thì mình đi tập trung giải quyết hai bài toán này. Bài toán hao hụt nó sẽ tập trung vào câu chuyện là giải quyết cái bài toán chi phí thôi. Chi phí, lãng phí. Tại vì cái người làm thương mại ấy, thì họ chỉ là mua ở một chỗ, bán một chỗ. Những cái chi phí hao hụt trên quãng đường ấy, thì lại là người nông dân người ta gánh chịu. Thế chính vì vậy nó mới sinh ra cái thực trạng là người nông dân mặc dù là người làm ra sản phẩm nhưng mà họ không được được thụ hưởng những thành quả của họ. Họ đang gặp rất nhiều vấn đề, sản phẩm của họ thì lại gọi là thu hoạch ở trong một thời gian rất là ngắn. Thế thì nên thành ra là cái sự cung và cầu của thị trường ấy, nó lại có một cái thực trạng nữa là được mùa mất giá và được giá mất mùa. Thế làm sao để điều tiết cái việc đấy? Cái việc đấy là việc mình sẽ tham gia vào. Chỉ cần giới hạn được cái thời gian mà sản phẩm đưa đến người tiêu dùng cuối cùng ấy, là nó đã tăng chất lượng cho sản phẩm rồi. Tại vì sản phẩm nông nghiệp nó rất đặc thù nhé. Đầu vào như thế nào thì đầu ra sẽ là như vậy. Salad nó cũng tương tự như vậy. Tại sao mọi người đến Đà Lạt, mọi người ăn lẩu rau lại thấy ngon thế, rau ngọt thế? Tại vì mới thu hoạch mà. Còn khi mà ở Hà Nội cũng là rau, cũng là salad ấy, nhưng mà nó trải qua rất rất nhiều những cái kênh phân phối rồi. Thế thì cái chất lượng của nông sản ấy nó cũng bị mất đi mà. Cái nhựa của cây ấy nó đã chảy ra rất nhiều. Thì cái đấy là cái dinh dưỡng ấy, dinh dưỡng của cây. Thì đấy thì mình sẽ đi mình giải quyết cái bài toán là bài toán về chi phí hao hụt này, bài toán về lead time này. Vô hình chung nó tăng thêm cái giá trị của nông sản thôi. Trong quá trình vận hành Startup Green thì anh cũng có bao giờ gặp phải những cái cú ngã nào không? Có nhiều chứ. Ví dụ một vài những cái cú ngã đau nhất. Có hai lần nó được ghi nhận là mình đã phải đóng cửa công ty. Lần đầu tiên đóng cửa nửa tháng, sau đó là gọi lại nhân sự, một tháng rưỡi sau mọi người quay lại bình thường. Thời điểm đó vào năm 2021. Sau Covid-19? Trước cái thời điểm bùng dịch ạ. Trước cái thời điểm bùng dịch. Còn cái Covid-19 thì được phát hiện vào khoảng tháng 12 năm 2020. Thì cái thời điểm mà mình đóng cửa công ty nửa tháng á, nó rơi vào khoảng tháng 4. Thời điểm đấy thì cảm thấy là nó rất là mệt mỏi, tiêu cực. Tuy nhiên là lại một cái khoảnh khắc phải dừng lại, xem là mình làm những cái công việc như này, mình thực sự mình yêu nó không? Mình có đam mê với nó không? Mình cảm thấy là happy, kể cả có vất vả thì mình có làm hay không? Và những người đồng hành cùng với mình có happy với cái việc đấy không? Cái lý do để đóng cửa công ty chỉ đơn giản là vì mình stress, mình mệt mỏi, mình tiêu cực, hay là liên quan tới cái lý do nào khác?
Và vì sao mà lại quay trở lại nhanh thế, chỉ sau có 2 tuần lại mở cửa lại? Tức là cái quyết định đóng cửa công ty cho đến cái quyết định mở cửa công ty nó đều rất là nhanh. Thì thời gian nó là cái tài sản quý giá nhất. Mình có những cái giá trị sẽ mất đi nếu mà mình duy trì cái thời gian nó quá lâu. Mình sẽ không được tiếp cận với khách hàng, mình không tiếp cận với người lao động. Người lao động khi mà họ rời xa công việc ấy, quá lâu họ sẽ có những thói quen khác. Đó. Thế thì cũng cần phải hành động nó nhanh chóng để mà kêu gọi, hô hào mọi người quay trở lại. Và khi mà cái lửa nó chưa tắt hoàn toàn ấy, đó, thì đấy là cái lúc mà mình cần phải hành động. Quay trở lại cái câu chuyện là vì sao mà chúng ta lại có những cái sự lựa chọn, là vì sao mà chúng ta đi một con đường khó khăn, rồi đóng cửa, xong rồi stress quá và chúng ta lại thắp lửa lại và chúng ta lại quay trở lại. Vậy thì tại sao ngay từ ban đầu biết là nó sẽ khó khăn vất vả như thế mà anh lại lựa chọn là không làm ở việc ở cái lĩnh vực tài chính đấy nữa, mà lại đi trên một cái con đường là kinh doanh rau củ quả? Thực ra nó cũng là một cái mà các bạn trẻ bây giờ đang chăn trở rất là nhiều. Đấy là chúng ta đi trên một con đường ổn định hay là chúng ta đột phá nó và thực hiện cái hoài bão của mình. Nó có một câu là grace by choice, có nghĩa là vĩ đại do sự lựa chọn. Nhưng mà sau cái sự lựa chọn là cái sự đánh đổi. Những cái giá phải trả, mình có chấp nhận cái giá đấy không? Và khi mà trường hợp tệ nhất ấy, thì mình có khả năng để đứng dậy hay không? Cái sự thất bại ấy, đừng lảng tránh nó. Mình hình dung về sự thất bại từ đầu, có nghĩa là khi mà mình đưa ra sự lựa chọn ấy, chúng ta có những kịch bản về thất bại. Đừng nhìn nó góc độ về tích cực. Tích cực quá, khi mà chúng ta ngã rất là đau. Chúng ta hiểu là cái thất bại và thành công ấy, nó sẽ luôn có, nó là hai mặt. Thì khi mà chúng ta chấp nhận được cái giá chúng ta phải trả, thì chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta đi và dấn thân trên cái lựa chọn của mình, trên con đường của mình. Và để mà cái sự lựa chọn đó nó thực sự là phù hợp, thì hãy nhìn chính bản thân mình. Hãy nhìn xem là chúng ta thực sự muốn gì. Chúng ta có khi chúng ta hiểu thế giới bên ngoài nhiều hơn chúng ta hiểu chúng ta. Vậy thì nhớ lựa chọn xong rồi nhưng mà lại không trả được cái giá của sự lựa chọn đấy thì sao? Không nên làm ra sự lựa chọn đó. Tại vì khi mà đã lựa chọn ấy, thì cần phải có một số cái yếu tố ngay từ đầu, là mình có chấp nhận cái giá hay không. Khi mà mình trả lời được cho bản thân mình ấy, là mình đồng ý, mình chấp nhận được cái giá phải trả, thì ok, tiến thôi, dấn thân thôi, hãy bùng nổ. Tại vì thời gian của chúng ta có hạn. Và câu chuyện tuổi trẻ ấy, thì thực ra là chỉ khác so với những người lớn tuổi hơn ấy, là chúng ta có nhiều cơ hội để sai hơn. Anh có cái giá nào đã trả và có cái giá nào đến thời điểm này mà chưa trả được không? Thực ra là giá đã trả thì có. Ví dụ? Mình ở nước ngoài khá là dài, và cái kết nối với bạn bè hay là ở trong những cái kết nối từ cấp 3 này, đại học ấy, mình cũng là một người rất là thích ngồi túm năm tụm ba với bạn, làm những cái chia sẻ qua ly bia hay là tám chuyện. Tuy nhiên là khi mà quyết định có một cái ngã rẽ khác, thay đổi toàn bộ lịch cá nhân, có khi bạn mình gặp một năm một lần, không ưu tiên những cái việc là gặp bữa những người bạn. Có nghĩa là cái thời gian của chúng ta đã phải đánh đổi rồi, và chúng ta sẽ không có những cái niềm vui riêng nữa, và chúng ta tập trung toàn bộ những nguồn lực, những năng lượng của chúng ta vào trong những cái mục tiêu của mình. Đó, đấy là cái sự trả giá. Sau khoảng thời gian quay lại ấy, thì những người bạn mình vẫn chào đón mình thôi. Cái giá đấy nó có xứng đáng không? Mình nghĩ xứng đáng. Thế còn có những cái giá nào mà đến thời điểm này anh cảm thấy là anh
không trả được. Chưa trả được. Chưa trả được. Thực ra là những cái áp lực mình vô hình mình lan tỏa, mình chia sẻ cho mọi người trong gia đình, cho vợ, cho con, cho cha mẹ. Mình cũng đang trong hành trình khởi nghiệp của mình mà. Cũng chia sẻ với bạn, mình cũng suýt ế, mình nghĩ là suýt ế. Cái thời gian khi mà mình làm việc khởi nghiệp từ năm 2017, 2019 thì mình có duyên với vợ hiện tại và cũng thành lập gia đình. Thì cũng theo cái tuổi của các cụ thì mình khoảng 34 tuổi, lúc ấy nó khá là muộn. Thì mình nghĩ là cái đấy là cái giá phải trả. Tuy nhiên là cũng rất là vô tình là ok, mình cũng gặp được một người như ý và có thể đồng hành chia sẻ cùng mình áp lực cuộc sống. Cũng nhắc với anh Khánh là đây là chương trình trò chuyện chia sẻ, cũng không phải là chương trình mà để thông qua để nịnh vợ đâu ạ. Mình nghĩ là khi mà mình đi trên cái con đường khởi nghiệp ấy thì đầu tiên mình phải thuyết phục bản thân mình trước là cái công việc của mình làm nó có xứng đáng hay không để cho mình trả giá. Và trong cái quá trình làm ấy thì mình sẽ phải thuyết phục những người ủng hộ mình, những người bạn của mình, gia đình mình là những người ủng hộ trung thành nhất với mình. Nhưng mà đừng để cái sự ủng hộ đấy nó đến từ cái tình cảm cá nhân, ủng hộ ở góc độ là những người khách hàng đầu tiên của sản phẩm dịch vụ của mình. Thì mình đấy là những cái giá mà mình chưa trả được. Mình hy vọng là trong cái quá trình phát triển của Sarawil mình sẽ có cơ hội trả lại cho mọi người cái sự tin tưởng. Anh có chia sẻ tới hai cái khía cạnh, đấy là sự lựa chọn và trả giá. Và thực ra bản thân em thì cũng rất là đồng hành, đồng cảm với lại cái suy nghĩ đấy. Bởi vì rõ ràng là chúng ta để đạt được cái này thì chúng ta bắt buộc phải trả giá. Như là việc chúng ta mua một cái món đồ gì đấy, chúng ta phải trả một cái giá tương xứng với món đồ. Tuy nhiên như anh nói, có những cái giá mà chúng ta có thể trả được, có những cái giá mà chúng ta quá lớn, và có những cái giá mà chúng ta không trả được thì không nên lựa chọn cái lựa chọn ban đầu nữa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được là cái giá đấy có xứng đáng với sự lựa chọn hay không? Tức là chúng ta lường trước những cái rủi ro và chúng ta có thể đưa ra được một cái lựa chọn đúng đắn. Thế là cái giá nó quá lớn thì mình chia nhỏ nó ra. Mình tìm những người mà có thể chia trả hộ mình, trả cùng với mình. Cái đấy là cái cách đầu tiên. Ví dụ đi ạ. Thực ra khi mà khởi nghiệp thì nó là cái ý tưởng của một người. Và khi mà cái giá phải trả cho cái khởi nghiệp thì nó quá lớn, mình đi mình thuyết phục những người khác cùng với mình trả cái price tag. Cái đấy là cái mà mình nghĩ là tiếp cận nó khá là tích cực. Phương pháp đầu tiên. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình đối mặt với những cái hậu quả hay là những cái giá mà mình cần phải trả mà mình cảm thấy là mình sợ hãi, tốt nhất là đừng có trả. Mình lựa chọn một cái phương pháp an toàn hơn. Hãy dừng lại đi, không phải đi đâu. Và tại vì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta đi đến cái ngõ cụt. Và thực ra chúng ta sống để làm gì? Chúng ta sống để đạt những cái mục tiêu về về hạnh phúc phải không? Về sự tự do phải không? Nó là những cái mục tiêu phải có một sự cân bằng. Có thể là cái năng lực của chúng ta hoặc là những cái phương án lựa chọn cuộc sống của chúng ta nó khác. Và chúng ta chưa thực sự hiểu bản thân mình thôi. Hãy thẳng thắn với mình, hãy chân thành với mình. Cái sự lựa chọn từ bỏ ấy, nó là sự dũng cảm. Nó là một sự dũng cảm. Thực ra chúng ta thẳng thắn, chúng ta đối mặt với chính cái bản thân mình. Hoài bão của con người rất lớn. Nhưng mình nghĩ là chắc là mình sẽ không thể như Elon Musk được. Sẽ hướng tới thành đưa loài người thành thành sinh vật đa hành tinh. Mình nghĩ là mình không có khả năng đó. Thì mình nghĩ là nó là khá là viển vông với mình. Thì nếu mà đâu đó nảy ra ý tưởng như vậy thì mình dừng lại. Còn có thể tạo ra sản phẩm salad nó cũng có khả năng ăn được thì mình nghĩ là nó phù hợp với khả năng mình hơn. Và cái giá phải trả để mà làm ra những sản phẩm đấy thì mình ok, mình trả được. Làm đi. Không trả giá mà vẫn đạt được thành quả thì có không? Không có. Bản thân khi mà chúng ta đến cũng với cuộc sống ấy, khi mà chúng ta làm việc, chúng ta sinh hoạt, chúng ta đang phải tạo ra những giá trị khác.
Thế khi mà chúng ta có những giá trị mà chúng ta đang có ấy, là đâu đó là nó là cái bài toán chia của xã hội thôi. Cái phần chia của chúng ta nó lớn hơn thì những phần chia của người khác nó nhỏ hơn. Nó là một cái bài toán tổng hòa. Thì ở đây là cái giá phải trả của mỗi người khác nhau. Anh thì không tham vọng như Elon Musk. Thế thường tham vọng của anh với Startup Wheel trong thời gian tới thì như thế nào? Mình có một cái lộ trình 10 năm cho Startup Wheel. Và bây giờ đã đi được? 7 năm. Còn 3 năm nữa. Dạ. Hy vọng. Hy vọng nó là một cái hành trình khởi nghiệp mà nó đến đích. Đâu đó đích của một công ty khởi nghiệp nó là một cái cũng có một cái tham khảo chung là đưa công ty lên thị trường vốn. IPO. Thì mình nghĩ là mình cứ mơ đi, giấc mơ nó lớn một xíu. Và hãy tìm cách cố gắng hết sức, mọi nguồn lực, mọi cái sự tập trung của mình để giải quyết cái bài toán đấy. Một cái bài toán thì có thể nó có 10 điểm chẳng hạn. Nếu mà chúng ta thực sự là chúng ta quyết tâm đủ nguồn lực, chúng ta giải quyết được bài toán 10 điểm. Nhưng mà let's see xem là Startup Wheel có đạt được 10 điểm hay không. Có một cái câu chuyện được nghe từ một người bạn của anh. Đấy là có thể nói rằng anh là một người khởi nghiệp ở vạch đích. Nhưng cụ thể nó là như thế nào? Tức là bản thân anh là một người có background về tri thức lớn, một cái offer về vị trí công việc, và em nghĩ rằng là cái mức lương đấy là một cái mức lương mà đủ để phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống của con người. Và nhưng vẫn cứ lựa chọn là sẽ dấn thân, lựa chọn là sẽ đi kinh doanh, lựa chọn là chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, và thậm chí là có những lúc tiêu cực như 2 tuần phải đóng cửa Startup Wheel. Vậy thì tại sao mà lại phải vượt sướng như thế? Chúng ta hay nói từ vượt khổ thôi đúng không ạ? Nhưng mà tại sao lại phải vượt sướng như thế? Về cơm áo gạo tiền, những cái nhu cầu cơ bản, thì mình nghĩ là mình sẽ luôn hướng tới về phát triển bản thân. Khởi nghiệp là một quá trình phát triển bản thân và hướng tới cái mục tiêu về phát triển tư duy nó mạnh mẽ hơn, trở thành một con người mà có giá trị hơn, tạo ra những cái sự ảnh hưởng nhiều hơn cho cộng đồng. Đó. Đấy là lý do mình phải vượt xuống. Dạ. Yeah. Mình nghĩ là mình sẽ luôn phải phát triển. Mình nhớ đâu đó có câu nói là không tư duy là tư duy là tồn tại. Thì khi mà chúng ta tư duy, chúng ta luôn phát triển, chúng ta luôn trau dồi bản thân ấy, là cái cách chúng ta thể hiện cái sự tồn tại của mình. Đối với Startup Wheel thì đã có những cái đóng góp như thế nào đối với xã hội, gọi là trách nhiệm xã hội? Như anh đã chia sẻ là anh đã bước ra khỏi cái con đường là vạch đích để chúng ta có được những cái giá trị cho xã hội. Thế còn Startup Wheel thì Mình nghĩ là làm việc cũng giống như làm người thôi. Trong cái quá trình phát triển bản thân thì Startup Wheel là một phương tiện để giúp cho mình đạt được những cái mong muốn của cá nhân của mình. Thì mình cũng hy vọng là Startup Wheel phát triển và hướng tới những giá trị phục vụ cộng đồng. Thì ngoài những sản phẩm về rau củ quả, ở một định nghĩa khác nó là thực phẩm, nó nuôi sống mọi người, thì mình mong muốn nó là sẽ có những cái định hướng về phát triển bền vững, mong muốn những cái mục tiêu liên quan giảm phát thải, liên quan đến những cái sản phẩm của Startup Wheel hướng tới một cái mục tiêu liên quan đến nền kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi những cái phát thải ra thị trường không có gây hại cho thị trường, cho môi trường. Hiện tại thì bên mình đang triển khai được đến giai đoạn thứ 2 trong quá trình xử lý về rác thải. Bên mình làm sản phẩm về rau củ quả sơ chế chế biến thì có những phát thải về rau dư thừa. Thì hiện tại là ở phase thứ 2 của quá trình này là bên mình đang có cái giải pháp sử dụng những cái sinh vật chuyển đổi thành phân bón hữu cơ và giúp cho giảm phát thải. Những cái phân bón đó có thể là quay ngược trở lại phục vụ cho đồng ruộng. Đó là cái phase thứ 2. Phase đầu tiên là bên mình đã triển khai từ năm 2021 là việc thu gom những cái khay nhựa, và khay nhựa đấy được đi tái chế trở thành những cái hạt nhựa. Những cái sản phẩm hiện tại của Startup Wheel đều có khả năng tái chế và sử dụng lại ở một hình thái khác. Vâng ạ, và cuộc đời thì đứng trước rất là nhiều những cái khó khăn thử thách, và mỗi một cái lựa chọn thì chúng ta đều cần phải có quá trình và cái giá phải trả, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng rằng là may mắn là chúng ta còn được trả giá, còn được lựa chọn và tiếp tục tạo ra những cái giá trị, như là cái cách anh nói là làm việc cũng như làm người.
Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn anh Khánh đã đến với Phi Thường Bất Phú ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sẽ còn được đồng hành cùng với anh trong nhiều những cái chương trình nữa, nhiều số podcast nữa, để chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về câu chuyện làm việc, làm người và những sự lựa chọn. Dạ, cảm ơn bạn.